Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổng loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Racing Park. Let's go. Ok, let's go. Ở cái này thì mình sẽ phải đi cày tiền. Lấy tiền ở đây nào. Wow, rất là nhiều tiền luôn. Tiền này thì ít, mình sẽ tăng tốc lên để lên mức giá tiền cao hơn. Yeah. Yeah. Wow, 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 wow. Đây rồi, tiền nhiều hơn rồi. Vali tiền. Sẽ ăn mức giá tiền cao hơn nữa. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Asphalt 8, let's go. Ok, mình sắp đủ tiền mua được xe rồi. Và mình sẽ cày khoảng 2-3 lần nữa là sẽ mua được con xe mới. Let's go. Đây là một map rất là đẹp. Ok, let's go. Wow, mình mới cách các xe khác một tí thôi. Nhưng sao, mình đã về đích rồi. Let's go. Ok, map thứ hai. Let's go.
Wow, món này rất là đẹp. Dòng thác nước chảy. Let's go. Sẽ đi đường dưới đây. Đây chắc là đoạn đường ngắn nhất rồi. Ăn cái này nào, để tăng tốc lên. Let's go. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. CSR2, let's go. CR2 này thì nhìn xe rất là đẹp các bạn nhé, thiết kế rất là đẹp mắt luôn. Còn xe hot không? Ok, let's go. Mình sẽ đua anh chàng này xem như thế nào. Xe này mình mới mua cho nên đùa rất là mạnh luôn, không phải sợ một ai cả. You win. Ok, let's go. Mình sẽ đua tay 1.700 này xem như thế nào. Ồ, tay này cũng sợ mình. Tiếp tục anh chàng này. Let's go. Wow, xe đẹp thật. Đây là một xe màu đỏ của mình, rất đẹp luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Traffic Reader.
Trận game này thì mình sẽ phải cầm trên tay. Còi này xe ô tô nó cũng biết không, nhưng mình bóp thở cái xe nào tránh cả. Lách không? Dạ, ok. Rất là khoai luôn. Oh my god, quả vừa rồi thì không đúng là không có chỗ nào quành thật. Không sao, mình xong đây đi rồi. Wow, 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 ngã hai lần. Let's go. Quả rồi ngã hai lần, sợ thật. Không bao giờ nghĩ là ngã hai lần luôn. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Miss for speech. No limits. Okay, let's go. Next thing to save. Let's go. Wow, xe rất là đẹp mắt luôn. Lái thôi. Bắt đầu có cảnh sát rồi, chạy thôi. Let's go, cất xe vào trong rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tên tiếp theo. Let's go. Let's fight big team. Okay, let's go.
One. Let's go. Còn những dân xe đua hạng kinh khủng, mã cũng chưa đùa đâu. Đường này có vẻ lắm này, nhưng mà đâm vào các thứ thì sẽ bị tụt ngay. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game xe buýt rất là hay. Tựa game này thì các bạn phải đi chở khách. Và có thể thì các bạn sẽ phải đi vài trăm cây. Nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể chở từ đầu đến cuối. Còn nếu các bạn không có thời gian thì các bạn chở một đoạn thôi. Sau đó các bạn nghỉ ngơi. Rồi các bạn ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chọn địa điểm đâu. Wow, xa thế. Không còn địa điểm nào khác ngoài địa điểm này. 761 km. Ok, let's go. Đó thì các bạn sẽ chờ. 3, 2, 1, let's go. Thời gian này nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể chở hàng khách đi trong vòng 761 km. Và rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải đánh xe đó vào. Sau đó thì mình sẽ đi đón khách. It is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải đi mở cửa. Và đón khách vào. Let's go. Đây, hành khách đang vào. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Okay, let's go. Please take your seats. Drive safe. Sau đó các bạn sẽ lái về quê. Đây là xe khách. Turn right. Các bạn đi đón khách, sau đó thì mình sẽ lái về quê. Mình sẽ đi khoảng nửa đoạn. Sau đó thì mình sẽ dừng nghỉ, rồi mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Có cả cảnh sát này. Ngoài trời rất là mù luôn. Continue straight. Rồi, mình sẽ xin nha, xin được.
Oh my god. Xin đường để đi nhanh nào. Không biết anh bạn này có cho không. Oh my god. May mà không sao. Có vẻ cái phần này khi xi nhan mà người ta lại không rẽ ra cho mình. Chỉ là cái làm đẹp thôi. Ok, let's go. Wow. Đoạn trên. Đoạn trên. Ok, let's go. Vào một nơi vùng thôn quê. Passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Này là chỗ đổ xăng như thật, nhưng mà không biết có chỗ đổ xăng không. Mình cứ vào thử xem thế nào. Và cho mọi người nghỉ ở đây. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Let's go. Let's go. Cái này phải lái cẩn thận thôi. Let's go. Wow, chết luôn. Đâm vào cây này các bạn chết ngay. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.